chào các bác quay trở lại kênh YouTube của mình channel. Ngày hôm nay thì em sẽ quay review phục vụ các bác tiếp tục một mã hàng TV mới vừa được ra mắt trong năm 2020. Trước mắt các bác là dòng Android TV màn hình 55 inch độ phân giải 4K mới nhất của hãng Panasonic mới được giới thiệu vào trung tuần tháng 6 năm 2020. Mã hàng đây tại Ecomart đang bán và có giá thành giá rất là tốt. Đấy, rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip em quay tổng hợp giá cũng như so sánh các dòng TV trên thị trường các bác nhé. Cảm ơn các bác. Chúc mừng các bác là 55GX655V. Đây là cái mã hàng được Panasonic giới thiệu mới nhất trong năm 2020, thay thế cho mã hàng GX650V của năm 2019. Về tính năng thiết kế thì em sẽ đi lần lượt để phục vụ các bác. Trước tiên về giá thành của 55GX655V đang bán tại Ecomart là 15.990.000, tặng kèm thêm một bộ dàn âm thanh của Samsung. Các bác không lấy dàn thì trừ 1.500.000, giá thành còn về khoảng 14.500.000. Mã hàng này thì được ra mắt và giới thiệu mới nhất trong trung tuần tháng 6 năm 2020. Thiết kế như các bác đang nhìn này, con này thì có cái vẻ bề ngoài khá là giống, có thể nói là cũng không có khác gì nhiều so với cả mã 650V của năm 2019. Tuy nhiên thì giá thành thời điểm ra mắt thì nó tốt hơn, trừ hết quà là 14.590.000. Thiết kế tràn ba viền, bên dưới thì có một cái lẹp màu xám bạc có logo chính giữa, trên đế kim loại bò tròn. Đấy, nhìn rất là tinh tế. Thiết kế tràn ba viền thì em đã nói rất là nhiều trong cái mẫu của năm 2019 rồi. Năm 2020 thì tiếp tục phát huy cái thiết kế đó thì bà là giới thiệu cái dòng 655V 14.590.000, bảo hành 2 năm tại nhà. Thì con này có những cái tính năng cũng như những cái nổi bật như thế nào. Với Android TV 55GX655V chạy Android và sử dụng điều khiển thông minh, có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt. Android trên 55GX655 là Android 9.0, thế hệ điều hành Android cao cấp nhất trên các dòng TV Android hiện tại. Đấy, như các bác biết là Android thì có từ Android 6, Android 7, Android 8 và đây là phiên bản Android 9.0. Trên thị trường sẽ có Bala, có TCL và có Sony và bắt đầu update Android 9.0 trên các hệ TV của mình luôn. Hệ thống các cái tính năng ứng dụng thì nó có cả trợ lý ảo của Google. Đây các bác nhìn, trên điều khiển nó sẽ có phím trợ lý ảo của Google, hỗ trợ các bác tương tác cái lệnh thoại và tìm kiếm nội dung trong TV. Có tích hợp Bluetooth để các bác có thể kết hợp TV với hệ thống các dàn âm thanh, tai nghe hoặc tai cầm chơi game rất là đơn giản. Điều khiển được kết nối với TV cũng bằng Bluetooth nên là các bác có thể là điều khiển rất là dễ. Dù bất cứ vị trí nào trong ngôi nhà của các bác thì các bác cầm điều khiển có đều có thể tắt bật, tăng giảm âm lượng hoặc là các bác lựa chọn những cái chương trình trên TV. Đấy, nó sẽ tự động tìm đến những cái phụ kiện có tích hợp tính năng Bluetooth các bạn nhé. Con này thì có đủ hết các ứng dụng giải trí như các bác xem truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem phim, có các cái ứng dụng phục vụ nhu cầu chơi game hoặc là phục vụ nhu cầu học tập của trẻ nhỏ này, rất là nhiều. Đấy thì về cơ bản thì cũng không có khác gì nhiều con 650V của năm 2019 cả. Đấy, giá thành thì 14.590.000 các bác nhé. Bên em giao hàng nó gặp miễn phí, không được tiền thổ lộ. Đấy, nó đơn giản chỉ có là như vậy thôi. Đấy, thì và độ phân giải 4K có tích hợp đều các cái công nghệ, có cả HDR rồi. Đấy, các bác có thể xem thêm các video của con GX650V có trong danh sách video để xem thêm công nghệ của các bác nhé. Đấy, một video đơn giản em quay phục vụ các bác. Cảm ơn các bác.